cháy dữ dội tại công ty may mặc lớn nhất Huế. Công an tỉnh Thừa Thiên Huế cho biết, rạng sáng ngày 13 tháng 6, một vụ hỏa hoạn lớn đã xảy ra tại kho vật liệu vải thuộc nhà máy số 2 thuộc công ty may mặc Scavi Huế, đóng tại khu công nghiệp thị trấn huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế. Nhận được tin báo, Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn Cứu hộ Công an tỉnh Thừa Thiên Huế đã điều động 9 xe chữa cháy, 5 xe bồn, hơn 200 cán bộ chiến sĩ cùng nhiều trang thiết bị có mặt tại hiện trường, triển khai phương án phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ. Lúc này, lửa đã bao phủ toàn bộ khu vực xưởng may có diện tích khoảng 13.000 m2, đám cháy phát triển mạnh và có khả năng cháy lan sang khu vực kho hàng và nhà xưởng bên cạnh. Do diện tích đám cháy lớn có khả năng cháy lan nên Công an tỉnh Thừa Thiên Huế đề nghị Công an tỉnh Quảng Trị chi viện 2 xe chữa cháy cùng cán bộ chiến sĩ tham gia chữa cháy phối hợp triển khai công tác phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ. Sau hơn 5 tiếng đồng hồ chữa cháy, đám cháy cơ bản được khống chế. Vụ cháy không gây thiệt hại về người, nguyên nhân vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ.